TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Là chiếc cầu vượt dành riêng cho người đi bộ có hình chữ Y, lần đầu tiên xây dựng ở Hà Nội. Nằm trên địa phận quận Thanh Xuân, cầu đi bộ hình chữ Y mang kỳ vọng sẽ đem lại an toàn cho người dân và học sinh, sinh viên nằm quanh khu vực này. Không chỉ vậy, cây cầu sẽ giúp ích rất nhiều người dân sinh sống ở đây khi từ nhà sang công viên Thanh Xuân tập thể dục, dạo chơi. Hiện tại, các kết cấu, hình thái ban đầu của cây cầu vượt độc đáo này cơ bản đã hoàn thành. Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình. Cây cầu được xây dựng dạng lắp ghép với các chất liệu chính là thép. Từng chi tiết đều được theo dõi tỉ mỉ và cẩn thận để tạo nên sự chắc chắn. Cây cầu với góc nhìn từ trên cao có phần kiến trúc lạ mắt như phần trên hành lang của cầu được mô phỏng theo hình chiếc du thuyền. Cầu bộ hình chữ Y được các chuyên gia đánh giá là công trình có tính thẩm mỹ cao, đẹp nhất trong các cầu đi bộ hiện nay trên địa bàn của thủ đô. Rất nhiều người ủng hộ và cho rằng Hà Nội cần nghiên cứu để xây dựng những cây cầu vượt hình chữ Y này nhiều hơn ở các điểm giao thông có ngã ba quan trọng để người đi bộ sang đường thuận tiện và cũng rất đẹp mắt về mỹ quan. Người dân ở Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thị Thập đều mong đợi vào chiếc cầu vượt hình chữ Y đặc biệt này để sang đường một cách an toàn, tiện lợi mà không phải lo lắng về tình hình giao thông căng thẳng nơi đây.